xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Shop Verify của anh Bê Quy Thành. Các bạn ơi, Tết sắp đến rồi và ông ở đây rất là vui khi được nói với các bạn rằng Shop của anh Bê Quy Thành đang có khuyến mại tận 20% đến tận ngày 10 tháng 2 nha các bạn. Và cũng đừng quên rằng chúng ta ăn Tết thì vẫn phải đua top nha các bạn. Bởi vì là nếu mà các bạn đã được top 1 ấy, thì chúng ta sẽ có 1 triệu đồng tiền mặt và 10.000 kim cương. Ok, và ngày hôm nay ốc sẽ ở đây và giới thiệu cho các bạn rất là nhiều trò chơi mới trong Shop của anh Bê Quy Thành nha. Các bạn ơi, chúng ta đang ở trong trò chơi bầu cua may mắn. Bây giờ hãy cùng ốc thử vận may của mình nhá. Ok, ở cái trò chơi này thì chúng ta sẽ bấm vào nút quay ngay này. Và ôi, ốc nhận được 1.500 kim cương. Như thế cũng khá là ổn đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thử một trò chơi khác nhá. Mình cũng quên chưa nói với các bạn rằng vòng quay bầu cua may mắn của chúng ta được giảm giá 50% từ 48.000 giờ chỉ còn 24.000 thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử một cái trò chơi mới này. Mình nghĩ là mình sẽ thử cái trò chơi mà nghe cái tên đã rất là năm mới rồi, đó chính là đập châu tân xỉu. Ok, đó nha. Ồ, cái này là lật hình các bạn ạ. Ok. Nào, đâu, đầu tiên phải úp thẻ đã các bạn ạ. Ok, nào, bây giờ ốc sẽ nhắm mắt lại để chọn một cái hình bất kỳ. Cái nào vậy? 15.000 kim cương các bạn ơi. Các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Shop của anh Bê Quy Thành để nhận được thật nhiều vận may trong năm mới. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào video ngày hôm nay. Bye bye. Các bạn ơi, Tết đến xuân về, bạn nào chưa có kim cương hãy vào ngay shopbequythanh.vn với 1.000 ưu đãi cho các bạn mua ạc Free Fire, quay kim cương chỉ với 7k, cơ hội sở hữu ngay 15.000 kim cương. Còn chần chừ gì nữa vào ngay shopbequythanh.vn để ủng hộ mình nào các bạn ơi. Ô ô la la, cùng em băng qua bao đại dương, cùng em đi qua mỗi con đường, phiêu lang như áng mây trời. Úi dồi ôi, xanh ngát như giấc mơ ta, ôi Bê Quy Thành ơi. Cái gì đấy ạ? Trời ơi, đang ngồi đi kiểu quá sao đi vào bay này. Ui ui, ngu người quá. Trời ơi, ốc ơi. Ốc, em làm cái gì thế? Anh đang cùng em băng qua bạn đại dương, sao lại cho anh băng xuống dưới cái hố gai chết nhăn răng ấy hả ốc? Ui, tại em đâu có nghĩ ra, em vừa chèo thuyền vừa nhắm mắt. Mày bị điên à? Ôi, các bạn ơi, chịu ốc luôn đấy. Đấy, cứ mà chơi với ốc thì có ngày chết vì ngu thôi. Thôi thôi, không bơi nữa, ông ơi, chúng ta đang ở trong thế giới bảo vệ nhà đấy. Rồi bây giờ phải ra bảng thông báo để xem này, tụi mình sẽ phải chống lại con quái vật gì đi. Ồ, em biết rồi, mà thỉnh thoảng anh đừng có bắt em chèo thuyền nữa. Anh phải là người chèo thuyền chứ, em là con gái, em là người ngồi sau thôi. Ờ, được rồi, đấy, cho ốc chèo thuyền một phát là chết ngu ngay. Yeah, đi thôi, mau đến bảng thông báo thôi. Tăng 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 tăng, ốc nhận ra đây là ai không? Có chứ, em biết đây là ai mà, đây là Herobrine. Đúng rồi, đây chính là Herobrine, một nhân vật cực kỳ là bí ẩn và mạnh trong Minecraft đó các bạn ạ. Có bạn nào đã từng chơi Minecraft mà gặp Herobrine chưa thì hãy bình luận phía dưới video nhá. Ốc đã gặp Herobrine bao giờ chưa? Em gặp rồi, hôm trước anh vừa triệu hồi cho em ấy thôi. Ờ ha, quên mất, rồi ok. Lần trước mình đã triệu hồi Herobrine cho ốc rồi và hôm đấy ốc bị đánh te tua. Chắc là hôm nay Herobrine quay trở lại trả thù tụi mình vì anh Bưu Thành đã tiêu diệt Herobrine hôm đấy. À đúng rồi, Herobrine rất là mạnh luôn đấy. Em thấy em tốt nhất là chúng ta mau chuẩn bị các đồ dùng và vũ khí. Kiểu Herobrine đến á, nó đánh cho ngu người, nó có trưởng đốt cháy luôn. Mình sẽ trở thành món thịt nướng, món chả nướng trong những ngày Tết, biết chưa? Ốc à, ốc trở thành con heo nướng ấy. Vì ốc béo này, còn anh gầy này, anh chạy trốn ngay, anh trốn núp ngay, không để nó tiêu diệt anh đâu. Anh gầy thì anh sẽ trở thành một cục xương, một cục xương cháy đen xì. Còn lâu đi nhá. Rồi các bạn ơi, bây giờ anh sẽ mở chiếc rương này ra để xem nay người ta cho tụi anh những cái đồ gì để chống lại Herobrine. Tăng 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 tăng. Đấy, rồi đấy mà mở rương nào, ốc tránh ra. Wow, trong chiếc rương có rất là nhiều đồ luôn. Lấy đồ nhanh lên. Wow. Rồi. Chưa gì đã thấy anh vác một khẩu súng bắn đạn tên lửa ra các bạn ạ. Rất là to luôn, nặng lắm. Đấy. Wow, đây là tên lửa 4 nòng đúng không? Đúng rồi, đây là một khẩu tên lửa mạnh nhất và có thể bắn ra được nhiều tên lửa cùng một lúc nhất. Uầy, mà đây chính là bộ quần áo giáp siêu mạnh mà anh đã từng chế tạo được. Ô không phải à, em mới là người mặc bộ quần áo giáp siêu mạnh và cầm thanh kiếm siêu mạnh đây này.
Wow, hôm nay ốc được người ta cho một bộ quần áo giáp mạnh quá các bạn ạ. Đấy, người còn óng à óng ánh luôn. Đấy, cái gì đấy? Làm gì đấy? Cung tên siêu mạnh đấy, em đang test sức mạnh cho anh xem. Đấy. Ờ, à, cái cung tên đấy thì anh cũng được người ta cho đây này. Tưởng mỗi em có à? À, hóa ra anh cũng có. Hi. Mà khẩu súng của anh bắn ra tên lửa. Thế còn khẩu súng của em bắn ra cái gì anh biết không? Anh không biết được, hình như nó là một cái đạn hóa học gì đấy. Wow, thật là kinh khủng, em nghĩ đây là sẽ bắn ra chất độc đấy. Ờ, anh không biết nhưng mà đây kiểu sóng âm ấy chứ không phải là chất độc. Bây giờ em có thể giữ thật lâu để khẩu súng này nó tăng sức mạnh lên á. Đó. Thấy chưa ốc, thấy khẩu súng của em mạnh chưa? Quá mạnh luôn, thật là siêu đỉnh lợi hại. Ngoài ra em còn có khiên. Ô, sao anh lại bắn vào nhà mình? Đang bảo vệ nhà mà, anh lại bị ngu. Nhưng mà nhà mình là bằng gạch mà, anh bắn có sao đâu, nó có hỏng đâu mà sợ. Ừ, thôi được rồi. Mà anh có vũ khí gì nữa không? Đấy, em bảo cái khiên, anh cũng có cái khiên nè. Còn bộ áo giáp của anh á là bộ áo giáp hắc diện thạch nha các bạn, rất là mạnh luôn. Wow, nhưng mà bộ áo giáp của anh chẳng óng ánh như bộ giáp của em. Bộ giáp óng ánh của em mới là đẹp nhất. Nhưng mà bộ giáp của anh mới là mạnh nhất đúng không các bạn? Em cho anh thành con hình búp bê như cái con em cầm nhá. Không phải là búp bê đâu, đấy là Phật tổ trường sinh đấy. Lúc em gần chết em ném cái đấy ra em có thể sống lại đấy. Wow, thật á? Ui, đây là lần đầu tiên em được sử dụng một món đồ á xịn xoay như thế này luôn ấy. Đúng là ốc cùi bắp chưa bao giờ được dùng cái đồ xịn như thế bao giờ. Anh dùng suốt vì anh là người chất chơi, người rơi và người vô cùng lợi hại, vô địch nhất trái đất luôn. Ồ, em biết rồi. Em năm nay 20 mấy tuổi mà chưa từng gặp một trường hợp nào như BQ Thành. Ngáo ngờ như BQ Thành. Ngáo cái đầu em ấy. Rồi, để em mở chương đường thứ hai xem có gì nào. À, đây có rất nhiều lucky block nhá. Đấy. Ui dồi ôi, em đứng luôn trên cái dương luôn này. Đứng lên đấy làm gì? Rồi, tí ra kia đập lucky block nhá ốc. Ok. Mà ốc ơi, hình như chúng ta không phải chống lại một con Hero Blade bé bé như mọi hôm đâu. Mà hôm nay chúng ta còn phải chống lại cả cái dạng ba của nó, một cái dạng siêu to khổng lồ của nó hay sao á. Wow, thật là háo hức quá đi. Mau đi đập Lucky Block đi, em rất mong được đối mặt với Hero Blade rồi đấy. Rồi, ra đây nhanh lên. Nhanh mà, bộ giáp của em đi nhanh lắm. Wow, bộ giáp của ốc có khả năng chạy rất là nhanh và nhảy rất là cao luôn. Ui, đi được xuống dưới đấy ốc. Ôi chết rồi, đi nhanh như chiếc cái không phanh rồi. Đi nhanh quá bị ngáo à. Này. Ui dồi. Ôi mày, con người heo này. Chết đó. Rồi, ui ui, anh tính đặt ra cho nó. Thế nào nó vác súng bắn anh luôn các bạn ạ. Đúng là thằng này phản chủ nên anh bắn chết nó luôn, bực hết cả mình. À, anh trôn em cái gì? Không bao giờ giết được em đâu, em đã mặc bộ giáp siêu mạnh rồi. Bảo sao, nó bắn ốc chả mất máu, bắn anh tí ngòm củ tỏi. Rồi, để em anh đặt hết những lucky block đây để anh với ốc cùng đập nha. Ok. Ok con gì. Rồi, rất nhiều lucky block luôn. Rồi các bạn ơi, sau một hồi đã đặt hết những lucky block đây rồi. Bây giờ ốc sẽ đập trước hay đập sau đây hả ốc? Em á, em sẽ đập trước chứ. Em là con gái mà, người ta bảo là lady first. Ok, lady first được nguyên cái giáp ngựa. Ốc mặc vào để anh cưỡi ốc, ốc sẽ trở thành con ngựa của anh. Anh muốn em đánh anh bằng thanh kiếm siêu mạnh không? Thôi, nhìn thanh kiếm của ốc kinh quá các bạn ạ. Nó còn có cái màu đỏ đỏ nữa chứ, ghê thật sự. Rồi ok, em sẽ đập lucky block Naruto. Kinh nghiệm. Ốc nha, ốc gắn hôi của anh nha. Kinh nghiệm của anh mà, để anh lên level mà. Anh lên level cái gì? Anh thì mà là như đứa rồ thì có. Rồi em đập đi, xem em đập được cái gì. Úi dồi. Chúa BQ Thành. Đây là chó ốc mà, có phải chó của anh đâu, nên người ta gọi là chó ốc. Chó ốc nè, sao ốc nhiều chó thế, là chó nhiều ốc thế, ốc là chó à? Chó là ốc à? Ui. Anh cũng cẩn thận á. Đấy. BQ Thành bị chó đuổi chưa? Ông nha, ông đánh anh. Bây giờ mấy con chó của ốc cứ đuổi cắn anh ơi. Chó cắn não rách à. Nào các con, đứng hết lên để đuổi BQ Thành đi. À, ông ơi cho nó ngồi xuống đi, không anh bắn chết nó đi nha. Ôi đừng. Cho nó ngồi xuống nghe lên. Ôi chết, bắn nhầm. Ôi chết, bắn nhầm. Này, cho nó ngồi xuống, không tao bắn đấy nhá. Tao có cùng đi nha. Rồi. Rồi, em đập đi. À đâu, anh đập chứ đúng không? Ô!
Rồi ông ơi, em lại đập ra một con slam nữa kìa. Ô, thế là em đập hai cái liền nhau à? Không, anh đập luôn một cái Lucky Block YouTube ở đây rồi và được hai cái lương. Ui, ui cái con này. Thấy ta hiền bắt đạn này bắn ra phát tan nát cuộc đời. Mày đừng tưởng mày nhảy mà tao sợ nhá. Mà tao rất sợ đấy. Mưa tên thần trưởng, bắn xuống mưa tên thần trưởng. Trời ơi, càng bắn nó càng ra nhiều các bạn ạ. Cái con này khó chịu thật sự luôn. Nào. Rồi, sống làm sao được. Rồi, đấy, giết chết nó các bạn. Mày. Rồi, ý, được ít kinh nghiệm luôn. Ui. Ui. Con này. Ui ơ, bắn chết con chó của mình rồi kìa. Sorry. Trời ơi, đúng là ốc là đồ ngu si. Rồi, bây giờ đến lượt anh đập đi. Ok. Lucky block màu xanh. Anh được một cây cung may mắn nữa nè. Wow. Ui dồi ôi, xịn thế. Một ông dân làng cưỡi trên một bầy heo nữa các bạn. Ui. Ông ơi. Anh bắn ra lava luôn các bạn ạ. Chết cả nút đây luôn rồi. Ô chết mà không ra một miếng thịt heo nướng nào ta. Lava nó đốt hết mà, em không biết à? Ờ, thế thôi anh mau đập Lucky Block đi. Tặng. Ui, con ngựa xương này di chuyển nhanh đi. Ui, chui xuống đất ạ. Mày đừng tưởng mày mạnh nhá. Ta mạnh hơn ngươi rất là nhiều luôn. Ta là Bí Quy Thành. Wow, anh bắn cho nó rơi đồ cho tôi tả luôn này. Tất nhiên rồi, anh là người vô địch lợi hại mà. Đấy, tăng. Tình yêu như đĩa thịt gà. Người trẻ áo bức, người già đê thương. Rồi, ông đập đi. Đập luôn. Ui giời, chả được cái gì. Được bức tranh còn gì nữa. Ui. Lại là bọn Slam này. Hôm nay bọn Slam này xâm nhập vào thế giới này à. Giết nó đi ông. Ok. Giết bọn Slam này đi. Ui nó đông lắm. Thôi đập Lucky Block đi ông. Bỏ nó đi. Được rồi. Bắt nó tới sáng mai không hết đâu. Bông hoa. Bông hoa cho người xinh đẹp chính là em. Còn lâu đi anh lấy bông hoa này tặng các bạn hợp lý hơn. Các bạn ơi anh tặng các bạn bông hoa nè. Ốc không xứng đáng nhận bông hoa này đâu. À, ui ông ơi bắn anh gần chết. Ốc nha, em dám dùng cây cung sức mạnh bắn chết anh. Anh sẽ vác khẩu súng tên lửa bắn chết em. Còn nhảy múa à. Còn lâu ai mới bắn được em. Bộ áo giáp này rất là mạnh. Ui các bạn ơi, hôm nay người ta không công bằng. Cho ốc bộ quần áo giáp mạnh quá à. Bắn còn không mất máu luôn. Ha, và em cũng lấy lại được bông hoa đỏ của em rồi. Đấy các bạn ơi, bắn tên lửa mà không có tác dụng gì với ốc luôn. Ui cả bầy chó của ốc còn đuổi cắn anh cơ. Chết chưa. Nào quay lại đây đi. Nhìn em đập Lucky Block cái này. Ok đập đi. Bị tròn. Ui. Thôi kệ nó có làm gì mình đâu. Anh đập nốt cái này đi. Ấy bắn chết nó luôn rồi. Nó là con zombie ngô si mà. Anh đập được một lọ thuốc các bạn ạ. Không biết là thuốc gì. Ông ơi. Gì? Trời ơi, cái bộ giáp của ông mạnh quá, không mất máu luôn. Thôi các bạn ơi, bây giờ chúng ta vào nhà đi. Kệ ốc ở đấy, cho ốc tiêu diệt quái vật một mình. Vì ốc có bộ giáp mạnh, anh có bộ giáp yếu xìu. Anh không tiêu diệt Herobrine đâu, anh trốn đây. Nào các con, ABCD, về nhà với mẹ thôi. Hôm nay chả công bằng gì hết. Ai cho đồ đây? Anh Quy Thành đồ dởm này. Cái áo thì nhom nhem như thằng ăn xin ngoài chợ này. Thôi đóng cửa đi, chờ Hero Rai đến. Anh đừng lo, hôm nay em sẽ đóng vai anh hùng và sẽ cứu anh khỏi Hero Rai ngay. Ok con dê, được rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ui ông ơi, hai đứa mình cứ đứng đây nhảy từ nãy giờ, em ra ngó xem Hero Rai đến chưa. Đúng rồi, để em đi ra xem nào.
Ồ, anh ơi, chẳng có Hero Bride nào cả đâu. Chắc là nó sợ em quá, nó không đến rồi. Ờ ha, chả thấy Hero Bride đâu. Chắc người ta cú lừa mình rồi. Ai giời ơi, toàn lừa các bạn ạ. Ô, anh Baby Thành ơi, ở đây có một chiếc rương. Bên cạnh chiếc rương có cái biển gì kia ốc? Không được thả. Không được thả, không được tha, không được thả, không được thả, không được thả. Ờ, cái này người ta viết không dấu, không biết gì kiểu gì luôn. Ốc xem trong chiếc rương có cái gì. Có quả trứng anh ơi. Trứng Hero Bride. Trứng Hero Bride á? Liệu có nên liệu có nên thả cái quả trứng đấy ra không ốc? Em nghĩ là không đâu. Để em lấy bếp lên nướng trứng Hero Bride lên ăn. Ừ, nhưng mà em ăn thịt người, Hero Bride là người đấy. Hero Bride là người á? Nhưng mà nó còn trong quả trứng, tức là nó không phải là người. Ôi trời, chả biết được em. Thôi em thích làm gì thì làm. Anh Baby Thành ơi, em sẽ nướng quả trứng này và em sẽ ăn. Ôi trời ơi, các bạn ơi, chịu ốc luôn kìa. Đấy, ốc bây giờ có tính cả nướng trứng Hero Bride ăn luôn các bạn, chịu luôn. Ôi trời, con Slam tự nhiên nhảy vào lửa, thế là có món Slam nướng rồi kìa ốc kìa. Ôi trời ơi, không, món Hero Bride mới là món ngon. Ôi, chết rồi, em bấm nhầm à. Ôi các bạn ơi, ốc thả ra Hero Bride rồi kìa, ôi nó siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Trốn, trốn. Ôi chết rồi anh ơi, em bấm nhầm anh ơi. Này, ốc ơi, em ăn thịt Hero Bride đi. Ui, cái mắt nó đang chiếu cái gì đấy các bạn. Ui. Ui, nó quét vào mồm em rồi. Ui. Từ từ ốc ơi. Em ra đây nhìn mà xem này. Cái mắt của nó quét tới đâu là thủng hết cả đất ở chỗ đấy luôn. Ui, tôi chết rồi, nhưng nó quét qua nhà mình hỏng nhà đấy. Ui. Yeah, bắn súng siêu mạnh vào người. Yeah. Ui, ui. Ui các bạn ơi, nhìn mà xem. Yeah, ta sẽ bắn cung tên siêu mạnh mọi người. Yeah. Trời ơi, này thì Hero Bride này, bắn tên mọi người ngươi. Ui nó đang phá khu nhà của mình kìa, bắn nó đi. Bắn súng siêu mạnh. Yeah. Ui, nó chẳng hề hấn mấy đâu. Ui nó to dã man con ngan luôn, trời ơi. Cháy hết nhà người dân làng rồi ốc ạ. Ui xem này ốc ơi, ui. Ui các bạn ơi xem nó này. Trời ơi nó to dã man luôn, ui ui. Nó đang quét hỏng tất cả mọi thứ đấy. Đúng rồi, mà hình như là tụi mình bé với so với người nó quá nên nó chả nhìn thấy tụi mình các bạn ạ. Ồ nó quét cái gì ấy, nó quét linh tinh. Quét linh tinh cái gì đây này, nhìn xung quanh đây này. Cái đường nào mà nó quét qua là hỏng hết luôn. Ui. 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 Bắn nó đi ốc. Dùng kiếm chém nó. Ném lựu đạn vào ui. Ui toàn ném trượt, chết rồi. Yeah. Hí. Ném lựu đạn vào háng người này. Ném chết nó đi. Tiêu diệt nó. Ui. Anh ném nó què cẳng luôn các bạn ạ. Nó dám tính dùng đôi mắt laser của nó để đốt khu nhà của anh hỏng hết luôn. Ui. Wow, anh ném lựu đạn chuẩn thế. Tất nhiên rồi, anh là siêu chiến binh ném lựu đạn. Ua. Yeah, cung tên bắn vào người. Cung tên may mắn anh có không? Anh có, đây để anh sử dụng cái cung may mắn. Ngươi này. Ua. Con này to thật đấy. Trời, nó dẫm vào hàng rào gai nhà mình rồi. Ném nó đi ốc, nhanh lên, không nó phá nhà mình đấy. Nó mà dùng mắt laser của nó vào nhà của mình là chết toi. Rồi. Yeah. Chết đi. Ui ông ơi, chúng ta tiêu diệt được nó rồi hay sao ấy? Ồ, đúng rồi. Em thấy có vẻ nó đã biến mất và chỉ để lại mấy kinh nghiệm. Ôi mà anh ơi, ở đây có quả trứng nè. Ơ nó chết lại rơi đâu quả trứng à? Ui. Cái gì đấy? Ông này thả quả trứng đấy ra luôn à? Ôi đúng rồi, sao con này nhanh thế? Con này là Hero Bride phiên bản bé này. Ui các bạn ơi. Ui. Ôi dồi ôi, nó lao vào em như muốn tán em ấy nhở. Chào em, bọn anh đứng đây từ chiều. Tán cái gì, nó giết em. May là em có bộ giáp sức mạnh đấy, không là em chết nhăn răng nổ đấy. Ui nó tạo ra cầu lửa kia. Ông ơi tiêu diệt nó nhanh lên, không nó phá hỏng ngôi nhà mình đấy. Chết đi nè. Ngươi phải chết đi. Yeah. Ui dạ. Chém nó nhanh lên ông. Ui dồi ôi, em có phải còn lựu đạn đây. Ôi ném cả vãi thôi, chém nó kìa. Ui nó chạy nhanh quá, em toàn ném, định ném nó nhưng toàn ném vào anh ơi. Chém nó. Không được, dùng cầu lửa giết nó đi ông.
Ui, nó đứng gần em thế giật hết cả mình. Ui, anh chém nó chết rồi ông ơi. Ui, nhưng mà nó chưa chết đâu. Ui, 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 ui. Rồi, nó lại trở lên phiên bản to hơn. Ui. Ui, không thể thế được. Ui, nó ném cầu lửa và em vỡ mồm. Tiêu diệt nó đi ông, bắn nó nhanh lên. Đây, năng lượng siêu mạnh nha. Súng tên lửa. Yeah, ui, nó để ra con khác rồi. Súng tên lửa bắn. Yeah. Ui, nó mạnh quá các bạn ơi. Yeah. Em nghĩ con này mới là chuột cuối. Trời ơi, nó gọi sấm sét xuống kéo ơi. Ôi, anh ơi, anh đâu rồi? Có khi nào chúng ta sẽ thất thủ nhà ngày hôm nay không? Hỏng hết nhà rồi, giết nó đi. Yeah. Bắn nó. Trời ơi, hỏng hết nhà rồi ông ơi. Nó mạnh quá. Oh no, hỏng hết cả ngôi làng nó kìa. Ui. Ui ui. Ui, có một con khác đuổi chém anh ông ơi. Lại có một con nữa luôn hả? Ui. Ui các bạn ơi, ui ui ông ơi, cứu anh. Yeah. Đi ra à. Để em ui ơi, ông giết chết cả anh rồi. Em không nhìn được gì đâu, em chỉ bắn thôi. Nhanh lên, chỉ còn một con thôi, bên cái Thành ơi. Ok rồi anh. Ui ôi, nó phải sấm sét đánh vào người anh này. Nó đâu? Nó dưới đây ông ơi. Em dùng thanh kiếm sức mạnh của em ra giết nó đi. Em đã không nhìn nó. Đây, chỗ anh đây này. Ôi ôi, chỗ anh ở chỗ nào? Đây, bên khu dân làng đây. Anh chỗ... đây, em đây. Anh kiếm sức mạnh của em sẽ ra tay. Giết nó, chết đi. Yeah. Yeah, nó chết rồi các bạn ơi. Ui, nó chết rồi đây này, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Ui, nghịch ngu rồi. Thôi các bạn ơi, lúc nó chết nó sẽ phát nổ tung và anh đứng gần thế này anh cũng bị chết theo. Ông ơi, em đâu rồi? Em bị bắn ra khỏi thế giới rồi. Ôi các bạn ơi. Đấy, ui hôm nay em có Thành và ốc bảo vệ nhà khỏi Robrai đấy. Chiến đấu nó kinh khủng luôn và hỏng hết cả khu này luôn các bạn này. Đấy, trời ơi, đất không còn tí gì luôn. Ôi các bạn ơi, may quá ngôi nhà tụi mình lại không bị hỏng. Ui hên rồi đấy. Ôi xung quanh hỏng hết nhưng mà ngôi nhà tụi mình lại không sao. Tăng 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 tăng. Vậy là tụi mình vẫn bảo vệ ngôi nhà tụi mình thành công rồi các bạn ạ. Và có lẽ bây giờ em Quân Thành sẽ dừng video tại đây thôi các bạn ơi. Nếu bạn thích video quên bỏ lại cho anh một like này. Chia sẻ với bạn bè cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ anh Quân Thành làm thêm thật nhiều video mới nhá. Phần ốc chắc không vào kịp thế giới này rồi. Nên là bye bye. Đấy, nó mạnh đến mức mà nó đẩy cả ốc thoát ra khỏi thế giới luôn. Và còn mỗi anh ở trong thế giới. Vì anh là người cực kỳ là mạnh mà các bạn. Anh ở lại cuối cùng. Bye bye các bạn nhá. Tặng các bạn thanh kiếm này. Đấy, cho các bạn tiêu diệt Hero Bride của em Quân Thành. Em đây rồi. Oh my god. Em đây. Đâu đâu rồi? Các bạn ơi, anh tưởng ốc không vào kịp. Đâu. Ôi, anh đâu rồi? Anh ở bên kia à? Bên kia thế giới à? Đây, anh ở đây này. Bên kia thế giới cái gì? Anh ở đây này. À, đây. Ui, cái gì đấy ốc? Sợ nhảy tung đấy vậy. May quá chúng ta vẫn bảo vệ được ngôi nhà. Dê. Rồi, chào các bạn đi. Anh vừa chào các bạn rồi đấy. Ô, xin chào các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại bạn biết sau. Ui, hỏng hết rồi ốc ơi. Bây giờ em xây lại hết chỗ này đi.